Thi Dung xin kính chào quý khán giả của Việt TV và Radio. Quý vị đang theo dõi phần tin Việt Nam cùng với Thi Dung và phần phụ đọc của Quang Hùng. Và ngay sau đây là những bản tin chi tiết. Bản tin đầu tiên cho biết là đã có thêm 2 bệnh nhân COVID-19 tử vong tại Việt Nam. Vào trưa ngày 2 tháng 8, Bộ Y tế Cộng sản Việt Nam xác nhận đã vừa có thêm 2 người tử vong sau khi bị nhiễm COVID-19. Đây là ca tử vong thứ 4 và thứ 5 trong 4 ngày qua. Một người sống tại Quảng Nam, người còn lại sống ở Đà Nẵng. Cả hai người đều trên 80 tuổi và có bệnh lý nền. Vậy là tính đến thời điểm hiện tại, Việt Nam có tổng cộng 620 người bị nhiễm virus Vũ Hán. Trong đó có 373 người đã khỏi, 5 người tử vong, số còn lại đang được điều trị. Ghi nhận trong những ngày qua, Đà Nẵng có tổng cộng 120 ca nhiễm, Quảng Nam 35 ca, Sài Gòn 8 ca, Hà Nội 2 ca, Quảng Ngãi 2 ca, Thái Bình và Đắk Lắk mỗi nơi 1 ca. Được biết mới đây, Tổ chức Y tế Thế giới vừa đưa ra lời cảnh báo đại dịch COVID-19 sẽ kéo dài, gây ảnh hưởng nghiêm trọng qua nhiều thập kỷ. WHO cũng cảnh báo trong thời gian sắp tới, các quốc gia chuẩn bị đối phó với dịch cúm mùa, bên cạnh việc chiến đấu với COVID-19. Điều này sẽ khiến các quốc gia trở nên mệt mỏi do áp lực kinh tế lẫn xã hội. Việt Nam đã gửi mẫu vaccine ngừa COVID-19 sang Hoa Kỳ để thử nghiệm. Vào sáng ngày 2 tháng 8, Viện trưởng Viện Vaccine và Sinh phẩm Y tế IVAX cho biết đã gửi mẫu vaccine ngừa COVID-19 của Việt Nam sang Hoa Kỳ để đánh giá bước đầu. Dự kiến cuối tháng 8 năm nay, phía Hoa Kỳ sẽ có phản hồi đầu tiên. Mẫu vaccine vừa được nêu trên, viện này phối hợp với các đối tác cùng nghiên cứu từ tháng 5 năm 2020. Nếu phản hồi từ Hoa Kỳ tích cực, IVAX sẽ chuẩn bị các bước tiếp theo để thử nghiệm lâm sàng trên người. Sau đó, nếu tất cả các kết quả đều tốt, dự kiến cuối năm 2021 có thể sản xuất vaccine ngừa COVID-19. Được biết, thời gian để nghiên cứu thành công một loại vaccine thông thường phải mất từ 7 đến 10 năm. Nhưng trong hoàn cảnh đại dịch COVID-19 đang diễn tiến phức tạp, nên Bộ Y tế Cộng sản Việt Nam và các bộ ngành liên quan cũng có các chính sách để rút ngắn một số giai đoạn. Vì vậy, vấn đề chất lượng luôn phải được đặt lên hàng đầu. Đã có hàng ngàn công an Cộng sản Việt Nam tập trung diễn tập mặc cho dịch bệnh COVID-19 đang trên đà lây lan. Thưa quý vị, có hơn 1.400 công an viên, theo lệnh của Bộ Công an Cộng sản Việt Nam, đã tập trung trong một buổi diễn tập thường niên, mặc cho đại dịch COVID-19 đang có những diễn biến phức tạp và nguy hiểm tại Việt Nam. Buổi diễn tập diễn ra hôm ngày 1 tháng 8 do Bộ Công an Cộng sản Việt Nam tổ chức, quy tụ 1.484 công an viên đến từ 122 địa phương để cùng tham gia tranh tài các bộ môn như là bắn súng, võ thuật ứng dụng, quần vợt và bóng chuyền. Ông Tô Lâm, Bộ trưởng Công an Cộng sản Việt Nam, được ghi nhận đã thắp đuốc để khai mạc chương trình này. Điều đáng nói là buổi diễn tập này diễn ra đúng ngày ông Nguyễn Đức Chung, là người đứng đầu thành phố Hà Nội, ban hành các lệnh giãn cách xã hội. Cụ thể, từ ngày này, chính quyền thành phố Hà Nội nghiêm cấm tất cả các quán bar, quán karaoke và thậm chí quán nước vỉa hè không được hoạt động. Ngoài ra, người dân còn được yêu cầu giữ khoảng cách an toàn với người đối diện và không tập trung quá 30 người. Được biết, các màn phô diễn của cảnh sát như vậy đã từng được báo đảng tường thuật là nhằm để diễn tập xử lý các tình huống chống gây rối và biểu tình. Hai tử tù đã treo cổ tự tử tại trại giam Bắc Cạn trước ngày thi hành án. Trong khi bị tạm giam để chuẩn bị thi hành án, hai tử tù đã treo cổ tự tử tại trại giam Công an tỉnh Bắc Cạn. Vào trưa ngày 2 tháng 8, Công an xác nhận thông tin trên và cho biết hai phạm nhân này cũng vừa nhận án tử trong một vụ vận chuyển trái phép 22 bánh heroin. Vụ việc được phát hiện vào khoảng 9 giờ sáng ngày 1 tháng 8. Hai phạm nhân được xác định là Lăng Văn Lô Vân và Lương Văn Bằng, cùng với 32 tuổi và cùng trú tại Cao Bằng. Xin được nhắc lại, trước đó hai đối tượng này đã bị bắt vào ngày 3 tháng 9 năm ngoái trong lúc vận chuyển trái phép chất ma túy từ Bắc Cạn đi Cao Bằng. Ngày 29 tháng 7 vừa qua, trong phiên sơ thẩm tại tòa án tỉnh Bắc Cạn, hai bị cáo đã bị tuyên tử hình về tội vận chuyển trái phép chất ma túy. Trong lúc giam giữ để chuẩn bị các thủ tục thi hành án thì hai người này đã treo cổ tự sát. Đã có 23 nhân viên bị cách ly vì giám đốc người Nhật của họ bị nhiễm COVID-19. Báo chí trong nước vừa cho biết một người Nhật Bản 75 tuổi là giám đốc của công ty Hokkaido đặt tại xã Đa Nhiêm, huyện Lạc Dương, tỉnh Lâm Đồng. Sau khi trở lại Nhật Bản đã có xét nghiệm dương tính với COVID-19.
Theo thông tin ban đầu, ngày 31 tháng 7, ông này từ phi trường Liên Khương của Lâm Đồng đi Sài Gòn trên chuyến bay của Vietnam Airlines. Tối cùng ngày, ông bay từ Sài Gòn đến phi trường Narita, Nhật Bản. Điều đáng nói là lịch trình di chuyển của ông này trong thời gian còn ở Việt Nam từ ngày 17 cho đến ngày 31 tháng 7 là rất phức tạp. Bộ Y tế Cộng sản Việt Nam cho biết đang điều tra các trường hợp có tiếp xúc với người Nhật Bản này. Hiện cũng chưa xác định được chính xác ông này bị nhiễm virus Vũ Hán vào thời gian nào và bị nhiễm ở đâu. Tin cho biết 23 nhân viên làm việc tại công ty trên đã được đưa đi cách ly. Trong số này có 2 nhân viên đã từng tiếp xúc với rất nhiều người. Các nhân viên vẫn đang chờ kết quả xét nghiệm. Bản tin tiếp theo đánh đi từ Đà Nẵng cho biết bệnh viện dã chiến thứ 2 sắp sửa hoàn thành. Thưa quý vị, vào sáng ngày 2 tháng 8, chính quyền Đà Nẵng cho biết tiến độ thi công bệnh viện dã chiến tại nhà thể thao Tiên Sơn đã gần hoàn tất. Dự kiến vào ngày 5 tháng 8 sẽ hoàn thành toàn bộ phần lắp đặt. Chờ Bộ Y tế Cộng sản Việt Nam thẩm định và sau đó, bệnh viện này đã có thể hoạt động. Cũng theo chính quyền thành phố này, thì các cơ quan chức năng cần khảo sát thêm một số địa điểm khác, nơi có không gian rộng rãi để có thể trưng dụng khi cần thiết. Được biết, Bệnh viện Dã chiến Tiên Sơn có diện tích hơn 10.000 m2 với quy mô 200 giường, sẽ tiếp nhận để chữa trị bệnh nhân bị nhiễm COVID-19. Bệnh viện tọa lạc ở quận Hải Châu thuộc khu vực ít dân cư. Đây là bệnh viện dã chiến thứ hai được thành lập. Địa điểm đầu tiên được đặt tại huyện Hòa Vang với công suất 200 giường. Tùy vào diễn biến của dịch bệnh, bệnh viện dã chiến có thể nâng công suất tối đa lên 700 giường. Thưa quý vị, cơn bão Selakyu đã suy yếu trở thành áp thấp nhiệt đới. Cơn bão số 2 với tên gọi là Selakyu đã suy yếu thành áp thấp nhiệt đới sau khi đi vào các tỉnh Ninh Bình, Thanh Hóa đầu giờ chiều ngày 2 tháng 8. Dự báo trong 12 tiếng đồng hồ sắp tới, áp thấp nhiệt đới sẽ di chuyển vào sâu trong đất liền và suy yếu dần thành một vùng áp thấp trên khu vực Thượng Lào. Theo ghi nhận ban đầu, bão Selakyu đã không gây thiệt hại đáng kể sau khi tiến vào đất liền Thanh Hóa và Ninh Bình. Hiện chưa có thống kê chi tiết từ cơ quan chức năng. Nhiều người dân ở Thanh Hóa và Nghệ An cho hay họ không cảm nhận được sức gió khi cơn bão tiến đến. Các chuyên gia nhận định những cơn mưa do ảnh hưởng của bão Selakyu chỉ mang tính giải nhiệt cho Thanh Hóa và các tỉnh Bắc Trung Bộ, bởi các khu vực này trong thời gian qua đang hứng chịu đợt hạn hán kéo dài. Selakyu là cơn bão thứ hai ở Biển Đông trong mùa mưa bão năm nay. Bão đầu tiên với tên gọi Nuri hình thành ngày 13 tháng 6 đi vào tỉnh Quảng Đông, Trung Quốc. Theo dự báo thì năm nay Biển Đông có thể xuất hiện khoảng 13 cơn bão, một nửa số đó ảnh hưởng trực tiếp đến đất liền. Có hơn 500 người Việt Nam từ Thái Lan, châu Âu và châu Phi đã về nước an toàn. Vào ngày 2 tháng 8, chuyến bay chở theo hơn 230 công dân Việt Nam từ Thái Lan đã đáp xuống an toàn tại phi trường Nội Bài ở Hà Nội. Cũng trong 2 ngày 1 và 2 tháng 8, một chuyến bay khác với gần 280 công dân Việt Nam từ châu Âu và châu Phi cũng đã trở về nước và nhập cảnh tại phi trường Vân Đồn của Quảng Ninh. Hành khách trên chuyến bay bao gồm trẻ em dưới 18 tuổi, người cao tuổi, phụ nữ mang thai, người ốm đau, người lao động hết hạn hợp đồng và sinh viên không có nơi lưu trú do ký túc xá đóng cửa. Tất cả hành khách đều được cách ly và kiểm tra y tế theo quy định. Trong thời gian tới, việc đưa công dân có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn về nước vẫn sẽ được sắp xếp theo nguyện vọng của công dân, phù hợp với tình hình dịch bệnh và năng lực cách ly trong nước. Bản tin cho hay một chiếc xe đầu kéo container đã cán chết người rồi bỏ chạy ngay trong đêm. Sau khi cán chết người, tài xế lái chiếc xe đầu kéo đã lái xe bỏ chạy nhưng đã bị người dân truy đuổi và bắt giữ. Sáng ngày 2 tháng 8, Công an tỉnh Bình Dương xác nhận thông tin trên và cho biết đã hoàn tất việc khám nghiệm hiện trường để điều tra nguyên nhân vụ việc. Tin cho biết, vụ tai nạn xảy ra vào khoảng 23 giờ 30 ngày 1 tháng 8 trên một con đường tại phường An Phú, thành phố Thuận An. Vào thời điểm đó, một chiếc xe đầu kéo container khi đang lưu thông trên đường thì xảy ra va chạm với xe máy do một người đàn ông 33 tuổi quê ở Thanh Hóa điều khiển cùng chiều. Cú va chạm mạnh khiến cho nạn nhân ngã xuống đường, tử vong ngay tại chỗ. Sau khi tai nạn xảy ra, tài xế xe đầu kéo lái xe bỏ chạy khỏi hiện trường. Người dân chứng kiến sau đó đã đuổi theo và bắt giữ được tài xế. Thưa quý vị, một cô gái Việt Nam có hành động liếm sushi đang trên băng truyền ở Nhật khiến cho dư luận phẫn nộ. Vào ngày 31 tháng 7, mạng xã hội đã xuất hiện một video ghi lại cảnh một cô gái người Việt Nam đang sinh sống tại Nhật Bản.
có hành động liếm phần sushi đang di chuyển trên băng chuyền. Nhiều người đã lên tiếng chỉ trích hành động này của cô gái vì đã làm tăng nguy cơ lây nhiễm coronavirus hoặc những căn bệnh truyền nhiễm nguy hiểm khác. Được biết, sự việc diễn ra tại cửa hàng sushi Hama Sushi có chi nhánh ở tỉnh Yokohama, Nhật Bản. Nhiều người Việt Nam sống tại Nhật Bản cho biết họ đã báo cảnh sát để xử lý vụ việc sau khi xem được đoạn video. Vì nhận về quá nhiều ý kiến tiêu cực, cô gái có hành động gây tranh cãi này được cho là đã đăng tải bài viết xin lỗi cộng đồng vì hành động thiếu suy nghĩ của mình. Bản tin vừa rồi cũng đã kết thúc cho phần tin Việt Nam cùng với Thi Nhung và phần vừa đọc của Quang Hùng. Chúng tôi chân thành cảm ơn quý vị đã quan tâm theo dõi. Hẹn gặp lại quý vị trong những bản tin kế tiếp. Xin kính chào.